Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 9 tháng tại huyện Than Uyên. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Mường Mít lần thứ 29 mở rộng. Mường Than đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 tại huyện Than Uyên. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên, các đồng chí lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trưởng các phòng chuyên môn của huyện. Trước khi tiến hành buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đi thực tế ở cơ sở thăm các hợp tác xã nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Bản Chát được hỗ trợ theo nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, thu chi ngân sách, việc áp dụng triển khai thực hiện các chính sách nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng các dự án cũng như dự án thu hút đầu tư của huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2022, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ban ngành tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, vì vậy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện cơ bản đạt tiến độ, kế hoạch đề ra. Trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện đang phối hợp với các nhà đầu tư thực hiện khảo sát 8 dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết 07, 08, 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ phát triển nông nghiệp được huyện triển khai quyết liệt, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Thu ngân sách tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2022 đạt thấp, còn 2 chỉ tiêu khó đạt so với kế hoạch. Tại buổi làm việc, huyện Than Uyên đề xuất kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, các vấn đề liên quan đến ban hành đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu, định giá đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, cho chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện giải ngân thanh toán đúng tiến độ, một số nội dung về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác đã làm rõ một số nội dung huyện đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị chuyên môn tập trung đồng bộ giải pháp để thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt và khó đạt, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phổ cập xóa mù chữ, giữ vững vị trí thứ hai của tỉnh về chất lượng giáo dục, phối hợp với chi cục thuế triển khai chống thất thu và thu nợ đọng thuế trên địa bàn, khẩn trương thực hiện kế hoạch điều chỉnh và quy hoạch đất năm 2023. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng đã biểu dương ghi nhận những kết quả huyện Than Uyên đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thể hiện rõ hơn sự quyết tâm để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tăng cường thu hút đầu tư, liên kết sản xuất nông nghiệp tập trung theo vùng gắn với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, tập trung phát triển thương mại dịch vụ du lịch, thành lập tổ giải phóng mặt bằng, thu hút nhà đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của huyện, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tăng cường công tác xuất khẩu lao động, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2022, Đảng bộ xã Mường Mít tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 29 mở rộng. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách xã, các đồng chí Bí thư, trưởng các thôn bản trên địa bàn xã. Hội nghị đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Thông qua quy định tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Đảng ủy, báo cáo kết quả kiểm tra các chi bộ theo kế hoạch của Đảng ủy xã và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ xã đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của cấp trên một cách đồng bộ, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, từ đó đã có chuyển biến trong ý thức và hành động của cán bộ đảng viên. Tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, hoạt động công tác của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được kết quả tốt. Vụ đông xuân gieo trồng 96 ha lúa, năng suất đạt 57,8 tạ 1 ha, sản lượng đạt trên 554 tấn. Vụ hè thu thực hiện gieo cấy 96 ha, năng suất ước đạt 47 tạ 1 ha, sản lượng ước đạt trên 451 tấn. Tổng đàn gia súc gia cầm trên 10.500 con. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đảm bảo. Công tác giáo dục y tế được thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Mường Mít đạt được trong 9 tháng đầu năm và mong muốn Đảng ủy xã cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh. Giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề dân sinh, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 10 năm 2022, Chi hội Nông dân Bản On, xã Quen On tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2028. Đây là chi hội được Hội Nông dân xã Quen On chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi hội còn lại tổ chức đạt kết quả cao nhất. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã, đại diện các hội viên tiêu biểu của chi hội. Chi hội Nông dân Bản On có 741 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi hội luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của các cấp, hoạt động công tác hội đến toàn thể hội viên. Do vậy, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, hoạt động công tác của hội viên và nhân dân trong bản có nhiều chuyển biến tích cực. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của hội các cấp đã đề ra, đồng hành cùng với nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế ở thôn bản. Vận động nhân dân chuyển đổi, đưa các loại giống mới, năng suất chất lượng cao vào gieo trồng, đưa cây lạc, rau đậu các loại vào trồng trên diện tích lúa một vụ, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng định kỳ trên đàn gia súc gia cầm của bản. Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng định kỳ nên đàn gia súc gia cầm của bản không có dịch bệnh xảy ra. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, hội có 21 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 5 hộ đạt danh hiệu cấp huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng một người một năm, tăng 3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2022-2028, chi hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như phát triển được 6 hội viên mới trở lên, hàng năm số hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng từ 1 đến 2 hộ, 100% hội viên nộp hội phí đầy đủ. Hàng năm, chi hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với tinh thần tập trung dân chủ, đồng chí Lường Văn To được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh chi hội trưởng Hội Nông dân Bản On nhiệm kỳ 2022-2028. Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm nay, xã Mường Than thực hiện gieo cấy 428 ha lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cơ cấu giống chủ yếu là sen cù, J02, tẻ tròn, Japonica, Bắc Thơm. Với sự chỉ đạo tập trung của Ủy ban Nhân dân xã, cùng sự chủ động của nhân dân trong việc chăm sóc, làm cỏ, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật, nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, nhân dân trong xã đã thu hoạch được 75% diện tích, năng suất đạt 54 tạ 1 ha, sản lượng trên 2.300 tấn. Ủy ban Nhân dân xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, vụ mùa năm nay, thị trấn Than Uyên thực hiện gieo cấy gần 50 ha lúa, đạt 100% kế hoạch được giao. Cơ cấu giống chủ yếu là sen cù, J02, Hương Thơm. Nhờ chủ động chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh gây hại, chủ động điều tiết nguồn nước tưới tiêu hợp lý nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay cây lúa đang vào giai đoạn chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Qua đánh giá, năng suất trung bình đạt trên 50 tạ 1 ha. Ủy ban Nhân dân thị trấn đang chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch và triển khai sản xuất vụ đông năm 2022.
mảnh đất Than Uyên, bương than đầy lúa chín chảy một dài liền, thung lũng Than Uyên ngắm giữa núi đồi mênh mông. Hỡi này em gái nhỏ, chậm bước anh theo với, gió vặt nghiêng khâu co, lững lờ trắng mây bay, cùng hương thơm rừng núi theo bước chân em về, cho anh đây ngây ngất giữa đất trời. Giữa hai mùa nhớ nắng vàng trái mật, mảnh đất Than Uyên mường than đầy lúa chín chảy một dài liền, thung lũng Than Uyên ngắm giữa núi đồi mênh mông. Hỡi này em gái nhỏ, chậm bước anh theo với, gió vặt nghiêng khâu co, lững lờ trắng mây bay, cùng hương thơm rừng núi theo bước chân em về, cho anh đây ngây ngất giữa đất trời Than Uyên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.